Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022, từ Homestay Nhà Hồ thuộc thành phố Buôn Mê Thuột, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, ai cũng biết trước năm 1975, tôi lớn lên ở Buôn Mê Thuột. Tôi lớn lên ở giáo xứ Phú Long gần trung đoàn 45 của sư đoàn 23 thời Việt Nam Cộng hòa. Cũng gần tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh. Tôi gia nhập vào tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh lớp cuối cùng lớp mà Francisco Xavier. Tôi cũng có một số anh em họ hàng xa ở tại Buôn Mê Thuột này nhất là ở tại Hà Lan A và Hà Lan B Hôm nay tôi quyết định đi thăm một người bà con xa ở tại đây Hôm nay tôi quyết định đi thăm một số bà con anh em ở tại Hà Lan Thưa quý khán thính giả nếu đọc các tin tức trên toàn thế giới ngày hôm nay thì chuyện của nguyên tổng thống donald trump vẫn là chiếm trang hàng đầu và nhiều trang bằng anh ngữ nên khó mà có thể bỏ qua đề tài chuyện của nguyên tổng thống donald trump nhất là sau khi mà fbi đã lục soát nhà riêng của ông ở tại Mar-a-Lago thuộc tiểu bang Florida. Thưa quý khán giả, luật sư của nguyên tổng thống Donald Trump nói rằng việc mà lục soát nhà riêng của nguyên tổng thống Donald Trump lấy đi 11 thùng hồ sơ, thì họ cho rằng 11 thùng hồ sơ đó có những thùng để trên rất là rõ ràng là của luật sư và của tổng thống nên nó phải được bảo vệ bởi đặc quyền luật sư và thân chủ attorney and client privileges họ la làng như thế rồi họ nói luôn đó là các thùng hồ sơ đó không có chữ là mật hay là được đánh giá classified nhưng bên phía của bộ tư pháp họ cho rằng là tất cả đều là classified là hồ sơ đã được đánh giá và một khi đã được classified tức là đã được đánh giá thì nó thuộc của chính phủ và tổng thống phải làm theo đúng quy trình thì họ cho rằng khi tổng thống đưa các thùng hồ sơ này về tư gia của ông thì không đúng theo quy trình luật sư của nguyên tổng thống donald trump nói rằng những gì mà đã classified tức là đã được đánh giá và nhất là mật thì bên phía của nguyên tổng thống donald trump đã đưa lại cho fbi cho bộ tư pháp vào tháng 6 năm 2022 thì không còn gì để mà trao nữa. Nhưng Bộ Tư pháp không có đồng ý. Bộ Tư pháp không có đồng ý. Bên phía của luật sư nguyên tổng thống Donald Trump họ mới đề nghị ở tại tòa đó là nếu thế thì bây giờ yêu cầu một cơ quan điều tra độc lập để đánh giá các hồ sơ. Xem thử việc mà Bộ Tư pháp xin thẩm phán Bruce Reinhardt để mà ký giấy trác tòa lục soát nhà riêng nguyên tổng thống Donald Trump có đúng hay không. Thì Bộ Tư pháp đã phản đối nói không, không được làm như thế. Chúng tôi không đồng ý chúng tôi sẽ phải tranh đấu tới cùng vì đây là trong phạm vi và quyền lợi của nước Mỹ mà Bộ Tư pháp phải có trách nhiệm. Thưa quý khán thính giả, vì vậy cho nên là quân chúng của Mỹ họ đánh giá việc mà FBI lục soát nhà riêng của nguyên tổng thống Donald Trump là một việc làm có lẽ dùng danh từ có lẽ nha là một nhà nước ngầm đứng điều động đằng sau để hãm hại nguyên tổng thống donald trump thuyết nhà nước ngầm bắt đầu sống dậy và đang ám ảnh cả nước mỹ đến độ mà đương kim thống đốc của maryland là thống đốc larry hogan một đảng viên cộng hòa trung dung ở một tiểu bang rất là đông người dân chủ thì ông cũng đã phát biểu như sau đó là việc mà lục soát nhà riêng nguyên tổng thống Donald Trump là một chiến thắng lớn cho chính nguyên tổng thống Donald Trump. Quân chúng của Hoa Kỳ theo các đài truyền thông cánh tả nói rằng bị kích động bởi nguyên tổng thống Donald Trump và những người liên minh với ông đồng minh với ông nên là đã tấn công vào cơ quan fbi là một cơ quan thi hành công lực của nước mỹ họ nói rằng là vì một nguyên tổng thống yểm trợ cho những đồng minh và những truyền thông cánh cực hữu tấn công vào các cơ quan công quyền như FBI nên trong vài ngày qua mới thấy việc mà tấn công vào FBI nó thành một cái gai nhọn lên gấp gấp rút liền. Thưa quý khán thính giả, ngoài sự kiện mà một người tấn công vào văn phòng FBI ở Cincinnati, Ohio tuần trước, còn có rất nhiều người tấn công bằng lời nói đối với cơ quan fbi nên những nhà lập pháp của mỹ gồm cả đảng cộng hòa và đảng dân chủ đa phần là đảng dân chủ họ mới cùng bàn thảo để đưa ra một nghị quyết nghị quyết đó là nghị quyết lên án nguyên tổng thống donald trump là người kích động bạo lực. Thượng sĩ Amy Klobuchar là đảng viên dân chủ thuộc tiểu bang Minnesota trả lời chương trình trên đài NBC Meet the Press đã cho biết quan điểm của bà như sau: There are the kind of things that result when you've got a president that attacks law enforcement and attacks the law. Đây là cái chuyện mà các cái sự kiện nó phải xảy ra khi mà bạn có một tổng thống tấn công vào những người thi hành công lực và tấn công vào luật pháp. I thought in the old days the Republican party used to stand with the law enforcement. And I hope some of them do today because the kind of rhetoric is very dangerous to our country this are the karimen and women that are simply doing their job tôi nghĩ rằng trong thời gian xưa những người đảng viên cộng hòa thường là đứng với pháp luật và đứng với các cơ quan thi hành pháp luật và tôi cũng mong rằng ngày hôm nay vẫn còn có một số người của họ vì những lời từ ngữ qua lại như vậy rất là nguy hiểm cho quốc gia của chúng ta. Họ là những người đàn ông và phụ nữ chuyên nghiệp chỉ làm công việc của họ mà thôi. Đó là lời của Thượng nghị sĩ liên bang Amy Klobuchar thuộc tiểu bang Minnesota. Thì đây là lời nói có tính cách công kích những đảng viên cộng hòa và những ai ủng hộ nguyên tổng thống donald trump không đồng ý về việc lục soát tòa nhà riêng của nguyên tổng thống donald trump việc lục soát đó còn có quá nhiều nghi vấn thì có những người nói rằng là chắc phải có một informant tức là một người cung cấp tin tức rất thân cận với nguyên tổng thống Donald Trump. Họ nói rằng là có thể đó là một vị từng làm chánh văn phòng cho nguyên tổng thống Donald Trump hoặc là một vị nào đó rất thân cận mới biết được chỗ của hồ sơ mà họ yêu cầu chỉ điểm rất chính xác họ nói như thế. Nhưng thưa quý khán thính giả, hồ sơ chỉ điểm không có rõ ràng giống như họ nói. Trong trác tòa nói tìm 11 thùng hồ sơ thì nói là lục soát tất cả 58 phòng ngủ, 33 phòng tắm. Đâu có chính xác. Nhưng họ cứ nói. Nói ra như vậy là vì họ mong rằng sẽ gây sự nghi ngờ và chia rẽ giữa nguyên tổng thống donald trump với những người thân cận để hy vọng có thể tiết lộ thêm một điều gì đó hoặc là gây chia rẽ giữa những nguyên chánh văn phòng của nguyên tổng thống donald trump với tổng thống donald trump như là nguyên chánh văn phòng mark meadows đây là chiêu chia để trị hy vọng có một gì nào đó được tiết lộ khi mà có sự mâu thuẫn giữa nguyên tổng thống Donald Trump với những thuộc cấp trước đây hoặc là với những người thân cận. Nên à, lời của Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar của tiểu bang Minnesota, tôi thấy rằng chính đây mới chính là lời kích động. Và ngay lập tức ông Adam Schiff, một nhân vật ở tại Hạ Viện bên California. Tiếp lời bà Amy Klobuchar như sau. The reaction of many of my Republican colleagues and those around the former president to attack the FBI over this and endanger FBI agents It's just another damaging level of irresponsibility. Đó là lời phát biểu của ông Adam Schiff. Ông nói rằng phản ứng của rất nhiều đồng nghiệp Cộng Hòa và những người chung quanh nguyên tổng thống tấn công vào FBI và như thế làm nguy hiểm đến các nhân viên FBI là một trong những hình ảnh rất là thiệt hại cho vấn đề vô trách nhiệm. Đây là một vấn đề vô trách nhiệm đối với ông Adam Schiff là như thế. Nên họ vận động ở tại Hạ Viện và Thượng Viện để mong rằng có một nghị quyết lên án nguyên Tổng thống Donald Trump. Thưa quý khán thính giả, đây là một phản ứng tự nhiên tự vệ trước những tấn công nhưng đây là sự tấn công của quân chúng đối với việc làm của FBI nhận lệnh của Bộ Tư pháp. Bộ trưởng là ông Merrick Garland, một đảng viên Dân Chủ. Và họ nói là khi ông Merrick Garland chọn xin một thẩm phán ký các tòa, thì chọn ngay ông Bruce Reinhardt. Ông Bruce Reinhardt trước đây khi mà nguyên tổng thống Barack Obama ra tranh cử thì ông đã đóng góp cho quỹ tranh cử của nguyên tổng thống Barack Obama 2.000 đô la. Nhưng sau này người ta lại khám phá ra là ông còn có liên đới với rất nhiều người như là ông Jeffrey Epstein là một người cháu đã chết trong tù nói rằng là tự tử, tử nhưng hồ sơ về quá khứ của ông thật là kinh khủng ông là một người tỷ phú ăn chơi trác tán ép uổng tình dục đủ thứ hết nên ông bruce reinhardt họ nói rằng là có liên đới như là bào chữa cho những nhân viên và những thuộc cấp của ông Jeffrey Epstein. Thì bây giờ họ nói rằng là ông Bruce Reinhardt, một thẩm phán ở Tallahassee, tức là miền trung Florida. Thì uh, họ nói rằng là ông này chắc là thiên vị. Uh, theo đảng Dân Chủ nhiều quá, nên là đã ký một cái trác tòa uh, không có chính xác. Thì trong những ngày qua, họ tấn công vào ông, họ tấn công vào nơi mà ông đi tham dự lễ vì ông là người theo Do Thái giáo. Họ ông đi tham dự ở một uh, synagogue Beth David ở tại Florida thì uh, ngôi đền này trong những ngày qua bị một số người tấn công và họ không còn dám tổ chức ở ngoài trời nữa. Họ thuê thêm bảo vệ. Và ông Bruce Reinhardt được yêu cầu là phải cẩn thận kẻo không bị tấn công. Nhưng thưa quý khán thính giả, cũng trên mạng xã hội Mỹ thôi, họ nói rằng là ôi hình như chính ông Bruce Reinhardt này năm 2018 là được nguyên tổng thống donald trump lúc ấy phê chuẩn để được làm chánh án thì cũng khó mà biết sự việc sẽ đi về đâu đó là câu chuyện liên quan đến nguyên tổng thống donald trump ông là một hiện tượng một hiện tượng của sự thương và sự ghét thương thì người ta thương ông rất là dữ dằn người ta sẵn sàng đuổi cả mạng sống và tiền bạc để bảo vệ ông và người ta ghét ông thì người ta cũng sẵn sàng làm bằng mọi thứ để hãm hại ông ngay cả việc mà lục soát nhà riêng của ông hiện giờ là một đề tài nóng bỏng ở nước mỹ và cả thế giới nên nguyên Tổng thống Donald Trump là một hiện tượng lạ trong bầu trời chính trị ngày hôm nay. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.